Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Hậu của mình. Trước khi bắt đầu video này, trong tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, mình xin phép cùng với Hoa hậu Khánh Vân gửi đến các bạn thông điệp về khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để cùng nhau chung tay chống lại bệnh dịch Covid-19 nhé. Tại cuộc thi Miss Universe trang phục dân tộc National Custom luôn là phần thi thu hút được nhiều sự chú ý của tất cả các khán giả trên toàn thế giới. Trong 13 lần tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này, Việt Nam của chúng ta đã mang đến những thiết kế trang phục dân tộc ấn tượng, bao gồm áo dài truyền thống hay những ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ những nét văn hóa Việt vô cùng ấn tượng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 13 phần trình diện của các đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe trong phần thi trang phục dân tộc nhé. Năm 2004, Hoàng Khánh Ngọc là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Miss Universe. Khi trang phục dân tộc, Khánh Ngọc đã trình diễn một bộ áo dài đen trắng khá đơn giản. Người đẹp Phạm Thu Hoàng đã mang đến cuộc thi Miss Universe 2005 với bộ áo dài màu đỏ cam với các họa tiết hoa lá được thêu nổi. Cô đã tạo thêm điểm nhấn cho phần trình diện với chiếc nón lá đơn giản được trang trí hoa mai. Đây là loài hoa quen thuộc với Tết cổ truyền của Việt Nam. Bộ dài bộ cúc hạc đã giúp cho hoa hậu Nguyễn Thị Lâm lọt vào top 10 trang phục dân tộc ấn tượng nhất cuộc thi Miss Universe 2008. Nhà thiết kế Thuận Việt đã đầu tư và chuẩn bị rất kỹ càng cho bộ áo dài đặc biệt này dành cho hoa hậu Thùy Lâm. Anh đã tỉ mỉ trang trí hơn 7.500 viên pha lê nhập khẩu từ Áo cùng với 500 viên ngọc trai trên áo. Ngoài ra, trên thân hai con hạc theo bàn chỉ dát vàng cũng được tô điểm bởi những viên kim cương nhằm làm tăng độ lấp lánh. Bộ dài được thiết kế theo kiểu dáng của Nam Phương Hoàng hậu, đậm chất truyền thống dân tộc và thể hiện được nét thanh cao quý phái của người phụ nữ Việt Nam. Trang phục dân tộc của Á hậu Võ Hồng Yến mang đến cuộc thi Miss Universe 2009 là một tà áo dài truyền thống màu đen mang tên Rồng Việt. Để làm mới một trang phục đã quen thuộc, nhà thiết kế Đinh Văn Thơ gắn nổi biểu tượng Rồng Việt bằng những viên đá pha lê vàng lấp lánh trên nền ren màu đen một lớp. Đi kèm với áo dài là khăn von màu đen với những tua rua bằng pha lê trắng. Nhà thiết kế giải thích, khăn được ví như dải mây cuồn cuộn với rồng. Rồng mây là sự hợp nhất, làm nên gió mưa, tạo nên sự ôn hòa cho đất trời. Đó là sự suy tưởng trong nếp sống của người xưa. Với dải khăn này, chiếc áo dài Rồng Việt cũng mềm mại hơn và thanh thoát, cũng như duyên dáng hơn. Đến với cuộc thi Miss Universe 2011, Á hậu Vũ Hoàng My đã diệt bộ trang phục mang tên Tinh Hoa Việt của nhà thiết kế Thuận Việt. Bộ trang phục dân tộc được cách điệu từ chiếc áo tứ thân truyền thống của phụ nữ Bắc Bộ xưa. Nét trang trí nổi bật trên bộ trang phục này là họa tiết trống đồng Đông Sơn và chim phượng giác vàng, thể hiện sự sang trọng và rất thanh nhã của người con gái Việt. Bên cạnh đó, phần thân và cổ áo lại được đính pha lê và đá lấp lánh làm tăng lên sự hấp dẫn cho người mặc khi trình diễn trên sân khấu. Một phụ kiện không thể thiếu khi mặc chiếc áo tứ thân là chiếc nón quai thao cũng được sáng tạo rất độc đáo, mô phỏng hình ảnh của chiếc trống đồng, được chạm trổ, điêu khắc rất công phu bởi những nghệ nhân truyền thống. Đây có thể được coi là điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục. Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương đã mang bộ áo dài giác vàng tiếp tục của nhà thiết kế Thuận Việt đến với phần thi trang phục dân tộc cuộc thi Hoa hậu Hoành Vũ 2012. Nhà thiết kế đã kết hợp giữa áo dài truyền thống bên cạnh những đường nét hiện đại, đó là sự kết hợp giữa rồng được chạm trổ giác vàng cùng với các họa tiết thổ cẩm đặc trưng của dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam. Các hoa văn họa tiết được thêu tay khá công phu và tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo, tài hoa và vẻ đẹp kiêu sa của người phụ nữ Việt Nam. Điểm đặc biệt của bộ trang phục này đó là chất liệu được làm hoàn toàn từ thiên nhiên, rất thân thiện với môi trường. Hầu hết các loại vải tơ tằm được dệt bằng tay và nhuộm màu thủ công với các loại vỏ cây. Chiếc áo dài Á hậu Trương Thị May mang đến cuộc thi Miss Universe 2013 do chính tay nhà thiết kế Thuận Việt thiết kế, được lấy ý tưởng từ hoa sen, một loại hoa mang ý nghĩa sâu sắc, đại diện cho nét dịu dàng và tinh khiết. Màu sắc chủ đạo của bộ trang phục dân tộc là màu vàng đồng và đỏ đậm của chất liệu lụa truyền thống Việt Nam, điểm xuyến với đá pha lê Swarovski. Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2015, Hoa hậu Phạm Hương đã mang đến một tà áo dài truyền thống được lấy ý tưởng từ cây tre, lá trúc, chim hạc của nhà thiết kế Thuận Việt. Nhà thiết kế Thuận Việt đã cất công thực hiện hai bộ trang phục đẹp mắt với hai màu đen trắng để Hoa hậu Phạm Hương có sự lựa chọn phù hợp nhất khi trình diễn. Và cuối cùng cô đã lựa chọn bỏ dài màu đen toát lên vẻ quyền uy, quý phái và sang trọng. Áo dài được may bằng chất liệu tơ gấm, thêu tay hình chim hạc và lá trúc đậm đà bản sắc Á Đông. Đặc biệt lá trúc được thêu bằng loại chỉ ép nhũ vàng rất kỳ công. Phụ kiện đi kèm là chiếc vòng cổ có đường nét từ chiếc trống đồng thời Âu Lạc cổ, giúp bộ trang phục trở nên lộng lẫy hơn.
Chiếc móng hình chim hạc được đặc biệt mạ vàng nguyên chất, vừa sang trọng vừa bắt ánh sáng, giúp bộ trang phục bắt mắt hơn. Được biết, các nghệ nhân đã phải chỉnh sửa và phác thảo nhiều lần mới ra được chiếc móng hoàn hảo này. Á hậu Đàn Thị Lan đã đại diện cho nhan sắc của Việt Nam diện bộ trang phục nàng may của Thái Trung Tín, được lấy cảm hứng từ chiếc lờ câu cá trên sân khấu cuộc thi Miss Universe 2016. Nàng may mang ý tưởng cái đẹp bắt nguồn từ sự giản dị với những chất liệu dân gian quen thuộc của làng nghề truyền thống đan lát may trái lá. Trong khi nhiều thí sinh Việt Nam trình diện ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế thường chọn áo dài, thiết kế này mang đến vẻ khác lạ cho Á hậu Lệ Hằng. Những chiếc lờ bát cá có dáng dấp như bông lúa được kết lại tạo hình bông sen, khắc họa hình ảnh Việt Nam với bản sắc văn hóa và phong tục khó trộn lẫn. Nghệ thuật đan lát thể hiện qua bộ trang phục cho thấy sự phát triển của những làng nghề thủ công truyền thống lâu đời của dân tộc. Đây là bộ trang phục đã giành được chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc dành cho đại diện của Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức. Á hậu Nguyễn Thị Loan đã chọn bộ trang phục Hoàn Việt của tác giả Nguyễn Hữu Bình cho phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Universe 2017. Bộ trang phục được đánh giá cao và gây ấn tượng mạnh bởi sự phối hợp nhiều tông màu sắc tươi sáng và rực rỡ. Thiết kế được lấy cảm hứng từ những hình ảnh truyền thống dân tộc Việt Nam như áo dài, non lá và trống đồng. Trang phục có điểm nhấn là hai chiếc non lá khổng lồ giống với đôi cánh cách điệu, cùng với phần cánh quạt với họa tiết trống đồng mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đại diện của Việt Nam mong muốn thể hiện hình ảnh phụ nữ Việt Nam dung hòa giữa cái đẹp truyền thống và hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa, lịch sử của dân tộc và hội nhập thế giới. Hoa hậu Henia đã mang đến cuộc thi Miss Universe 2018 một bộ trang phục pha cách vô cùng ấn tượng, được lấy ý tưởng từ bánh mì, một món ăn nhanh rất quen thuộc đối với người dân cũng như khách du lịch khi đến Việt Nam, của tác giả Phạm Phước Điền. Đây là lần đầu tiên một món ăn Việt Nam được tái hiện và sáng tạo thành một bộ trang phục dân tộc. Sau khi phần thi trang phục dân tộc cuộc thi Miss Universe 2018 diễn ra, tờ New York Post đã đăng tải bài viết: trong số 94 thí sinh mặc những bộ trang phục dân tộc hết sức ấn tượng, hoa hậu Việt Nam diện một thiết kế như giỏ bánh mì, một biểu tượng đặc trưng của đất nước cô với thịt lợn và rau chua được kẹp ở giữa. Đây là bộ trang phục đã chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc dành cho hoa hậu Hyanie tại cuộc thi Miss Universe 2018. Bộ trang phục cà phê phin sữa đá của tác giả Nguyễn Trần Minh Đức với chiếc muỗng siêu to khổng lồ đã được Á hậu Hoàng Thùy trình diễn tại cuộc thi Miss Universe 2019. Vì gia đình kinh doanh quán cà phê, tác giả nảy ra ý tưởng tôn vinh món thức uống quen thuộc này của người Việt Nam. Điểm nhấn của bộ trang phục là phần phin cà phê và chiếc muỗng có kích thước lớn. Ở bản thử đầu tiên, tác giả Minh Đức tạo ra phần tùng váy mô hình ly cà phê có thể mở bung ra tạo hiệu ứng trình diễn. Đến bản hoàn thiện mang đến cuộc thi Miss Universe, phần tùng váy được lược bỏ, giúp khán giả tập trung vào điểm nhấn chủ đạo là chiếc phin cà phê. Body suit được thay bằng trump suit đến sequin bó sát để khoe những đường nét sexy của Á hậu Hoàng Thùy. Có sợi dây gắn kết những hạt thủy tinh mô tả những dòng chảy của phin cà phê. Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân mang đến cuộc thi Miss Universe lần thứ 69 bộ trang phục mang tên Kén Em do Khô Lộ lên ý tưởng thiết kế, triển khai thực hiện cùng với nhà thiết kế Tiến Thái. Ươm tơ dệt lụa đã đi sâu vào tâm thức của người Việt, chứa đựng và kết tinh giá trị đa chiều từ văn hóa, nghệ thuật đến kinh tế. Kén Em mang câu chuyện từ tầm tơ hóa thành manh áo Việt Nam, đề cao đức tính tỉ mẩn, tinh thần nhẫn nại của con người Việt Nam dạo qua bao thăng trầm của thời cuộc. Bộ trang phục mang hiệu ứng biến hóa trên sân khấu được áp dụng 100% kỹ thuật đan lát thủ công tỉ mỉ từ chiếc kén, phần móng đến chiếc áo dài. Bên trong chiếc kén mô tả nghề xe tơ dệt lụa nhộn nhịp qua guồng quay và các cuộn tơ trắng tinh. Chiếc áo dài hiện ra lụa là và mượt mà, là sự kết thành của bao công sức và tâm huyết, mang theo thông điệp tiếp nối và phát triển của một câu chuyện làng nghề Việt Nam. Ba bộ trang phục dân tộc mà Việt Nam đã mang đến cuộc thi Miss Universe mà mình có liệt kê ở trên, bạn có thấy thích bộ trang phục dân tộc nào nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nhé. Mong các bạn cảm thấy thích video này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những video mới nhất về cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào.